kính những ngày ước mẹ hiền ở mãi bên con, và cầu cho cha của con không lo không phiền, dù cho trần gian sóng gió đời bao giông tố mẹ cha vẫn an lành. Ngày rằm Vu Lan con cảm ơn trời, cảm ơn Phật vì đã cho con đến hôm nay. Một bông hồng đó thắm tươi con cài trên ngực, phần đời xa quê không ở bên mẹ dưới cha hiền, buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ mình. Nên cứ nghĩ rằng đó là trách nhiệm, là bổn phận của cha mà quên đi ơn nghĩa sâu dày. Chúng con ích kỷ mãi lo vun vén cho mình, lo xây dựng tương lai mà quên đi cha mẹ đang trông chờ một vòng tay con trẻ chăm sóc yêu thương, một lời an ủi động viên chân thành tha thiết. Kính lạy cha, con biết ngọt thờ dạy của chúng con chết nhiều làm cha phải buồn. Ôi cha ơi, có phải con gặp chúng con không còn gặp cha bằng xương bằng thịt nữa, con được ngồi ăn bữa cơm chung cùng cha. Âm dương đã chia hai ngã, chúng con nhớ cha chỉ biết nhìn lên di ảnh và ngoài đẹp về ký ức xa xôi. Cha ơi, chúng con thật bất hạnh khi bên đời chúng con thiếu hình bóng cha, nhưng đổi lại chúng con còn còn may mắn và hạnh phúc khi đời không còn có mẹ. Chúng con xin hứa với cha sẽ hết lòng yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho mẹ. Con để mẹ cực khổ nữa, xin cha hãy yên lòng ra đi. Dạ em chúng con cũng xin hứa sẽ yêu thương, hòa thuận, giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Con biết tình cha thương con hết lòng, lo lắng đêm ngày mong con lớn khôn, ăn uống đồ ngon cho con. Cái con mau đại quy hội tượng tập bộ ta thì quyền càng giàu, và về sau đất na đất bỏ na mong tất kiếp lập bỏ mong na về cha bà lo biết thế thất phật đa lâm nam mô. Kính thưa gia đình, kính thưa quan khách, thì sắp tới là một cái buổi lễ hoa đăng để tưởng niệm cho người đã mất. Thì đề nghị với gia đình tất cả những cái cuộc nhậu chúng ta ngưng lại, nhậu có lúc có nơi có giờ có khác. Còn bây giờ này tăng nhà quý viên về đại chúng, thì trước khi chúng ta bắt đầu buổi lễ thì tôi xin nói cho quý vị nghe một cái số điều. Thứ nhất đó, là khi mà chúng ta có người mất, chúng ta đi đến, chúng ta đi thăm là để cho chúng ta rút cái kinh nghiệm để cho chúng ta làm, để từng cái chuyện chúng ta làm nó có ý nghĩa. Chứ không thôi chúng ta có khi chúng ta mượn cái đám dỗ hay là mượn cái đám gì đó để chúng ta thoải mái vui chơi theo cái dục vọng của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật.
con biết tình cha thương con hết lòng, lo lắng đêm ngày mong con lớn khôn, ăn uống đồ ngon cho con, cay đắng nào cha nghĩ suy, miếng sao được ấm êm cha mừng. Con biết tình cha gánh nặng với con, ơn của cha già như núi Thái Sơn, nên nhớ rồi ghi trong tâm, đắp đền tình thương của cha để cho tròn chữ hiếu sau này. Cha ơi con nhớ đến cha, làm sao cha được muôn ngàn ân sâu, làm sao báo đáp thù ân đến trăm ngàn kiếp công ơn đâu bằng. Xót thương về cha tóc bạc lưng còng, cũng không bao giờ quên con bó con, ký ức dòng màu trắng phai, hết lòng vì con chẳng đau, giọt lệ tràn khó nói cầm. Chúng tôi cùng toàn thể tham gia đi quyến vì sự ra đi bất ngờ và đột ngột của ông cụ. Phúc quá, Nam Mô A Di Đà Phật. Dân A tưởng thọ 80 tuổi, giờ đây chắc có lẽ ở thế giới bên kia tôi nên vui mừng lắm. Vui mừng gì? Khi còn sống tôi nên cần nghe những điều này mà Hương Linh không bao giờ nghe. Hôm nay Hương Linh đã được nghe những lời tận đáy lòng của các con các cháu, tuy hơi muộn màng nhưng có còn hơn không. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô về cha tóc bạc lưng còng, cũng không bao giờ quên con bó con, ký ức dòng màu trắng phai, hết lòng vì con chẳng đau, giọt lệ tràn khó nói cầm ngăn. Ký ức dòng màu trắng phai, hết lòng vì con chẳng đau, giọt lệ tràn khó nói cầm. Rồi thắp một nén nhang thầm giái: cha ơi, ông ơi, về ăn với con. Chân linh của ông Nguyễn Văn A giờ phút này xin thỉnh Hương Linh về đây để nhận của các con các cháu ôn lại từ điển, ôn lại nói lên tất cả ý nghĩa của lòng trí ân và bảo ân. Một đêm ngày thương nhớ cha đã ngàn dặm, yêu nhìn thân ấy ngày xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong tim lần tháng khó quên. Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó, đường về hôm nay đã vắng bóng cha.
hiểu đạo ta sẽ thành danh, tôn trọng đạo đức tâm ta an lành, để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quý ơn mẹ cha mới là đạo con, giữ trọn hai chữ sắc son, non là chữ hiếu, biến là chữ thương, hai từ vốn chỉ bình thường nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét thương. Đường đời lắm ngã đua tranh, trong người vạn ý ai nào giống nhau, hiểu và thương hay khắc sâu từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Trời nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đồng, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao ai chứ khắc ghi trọn đời. Mẹ cha vì thế đất trời, phận làm con phải suốt đời kính tôn. Thiên kinh giảng quyền chỉ tôn, hiếu là hạnh Phật Thế Tôn dạy rằng, khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Ân cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đồng, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao ai chứ khắc ghi trọn đời. Ân cha như núi ngất trời,
nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đồng. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao ai chứ khắc ghi trọn đời. Mẹ cha vì thế đất trời, phận làm con phải suốt đời kính tôn. Thiên kinh giảng quyền chỉ tôn, hiếu là hạnh Phật Thế Tôn dạy rằng. Khắp trong tất cả chúng sanh, Phật nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Khắp trong tất cả chúng sanh, Phật nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Nam mô Đức Quan Đại Tư A Di Đà Phật. Nam mô Đức Quan Đại Tư A Di Đà Phật. Nam mô Đức Quan Đại Tư A Di Đà Phật. Tiên tiên đà dân ma tâm A Di Đà Ta Ti Ta Lăng Ti A Di Đà Ta Ti Ta Lăng Ta Phật giáo cũng cho sự đúng. Phật nào cũng được mỗi lần vì dân hồng dân hồng hồng giỏi dục cho câu tăng tăng nghe
ngàn đồng nhìn đồng đẹp như nước hoa. Dù thiên thì chẳng hại thần tài, chân tướng Phật như chân chỉ hùng mà trang chân. Nay đi ca người ta thương, lòng ta đi nào đâu. Chẳng là kỳ mẫu ca đúng giờ can dặn cho ba hoàng ta tình tình dứt tên cho kỳ ca hôm nay non biết mới được mình ca mau xin lại chứ từ gặp khó vai vậy chứ đâu. Các chị em con cháu tôi ví như chồng như biển. Người ta nói cái câu là đi khắp thế gian không ai sánh cho bằng. Lòng này đầy qua đôi khó xa, thương cho cha ta, ta phải đi đâu. Kể từ nay, các cô còn nhớ các chị em có còn nhỏ nhìn trên trong xanh. Các người hát ru các chị em có cùng mơ nghe. Lúc đó các cháu của cha thật sự rồi cha ơi. Nhà này nhắn nhà này sẽ dắt tóc ma khổ tăng. Mẹ mất đi người chồng con yêu, anh chị em con mất đi người cha đắc kính, các cháu mất đi người ông đã tôn thờ, họ hàng mất đi người bà con lắm nhiều. Người ông thân yêu của các cháu ngày rằm Vu Lan
cảm ơn Phật vì đã cho con đến hôm nay. Một bông hồng đó thắm tươi con cài trên ngực, phần đời xa quê không ở bên mẹ dưới cha hiền buồn lắm ai ơi. Thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ mình. Về các vị cuối cùng để các cháu còn ngồi. Xin lưu ý hồi nãy người cháu có hai lời cảm tạ mà quên cho phép em được thay mặt gia đình. Sau khi vợ con cháu dâu nghệ đưa linh cụ của chồng cha ông về gia đình cuối cùng xong, thay mặt gia đình cung thỉnh bà quát anh chị em trở lại tư gia dùng một chung rượu, một chén cơm tình nghĩa để gọi là gia đình đền ơn đáp nghĩa. Thay mặt các chủ trân trọng kính mời và kính mời. Lễ động hoa nè.
làm trần gian. Dù anh gió tuổi ai sang giàu ai gian khó, mai ra kiếm con người về với các bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay không biết về ngày mai sao. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét không thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ dối qua. Đừng toan tính thiệt hơn, đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ. Hỏi ai có bao giờ không trở về các bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa những thế, không lo lắng ưu buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi trần an. Trần gian, dù anh gió tuổi ai sang giàu ai gian khó, mai ra kiếm con người về với các bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay không biết về ngày mai. Dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét không thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ dối qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ. Hỏi ai có bao giờ không trở về các bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa những thế, chuyện thế sự nơi trần ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa những thế, không lo lắng ưu buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi trần ai. Hãy subscribe.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.